Hey, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với Dion TV. Ok, chào mọi người. Thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục với chuyên mục vlog. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi nhau tham quan trường đại học là như thế nào và trường đại học khác trường cấp 3 như thế nào nha. Là tôi sẽ dắt mọi người đi xem. Let's go. Đây là khung cảnh bãi giữ xe của trường đại học của tôi. Đây là một cái lối đi để chúng ta sẽ vào xem các lớp của trường đại học như thế nào. Ok, đây là không gian của một lớp học ở trường đại học. Bây giờ là giờ nghỉ trưa rồi nên mọi người ok thì bây giờ đang là giờ nghỉ trưa nên mọi người đã đi ăn trưa để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo rồi. Tôi sẽ dắt mọi người vào lớp để xem một cái lớp học ở trường đại học nó như thế nào và nó khác với trường cấp 3 như thế nào nhé. Ok, tại vì lớp học đã khóa cửa mất rồi nên không thể nào đi vào được. Tại bây giờ đang là kỳ hè, nó có nhiều lớp thì nghỉ rồi thì nên chúng ta đành đi ra thôi. Thì dắt mọi người đi xung quanh một vòng trường đại học như thế nào. Đây là bãi giữ xe của trường tôi nè. Nó rất là khác với cấp 3 đúng không? Cấp 3 thì bãi giữ xe thì có chút xíu thôi. Nhưng ở đại học thì rất là nhiều sinh viên cho nên bãi giữ xe rất là lớn. Đây là các văn phòng học ở trường tôi. Thì đây sẽ là cái vlog đầu tiên nói thiệu về trường của tôi thôi. Tại vì trường của tôi có đến 3 khu nên hôm nay tôi chỉ giới thiệu một khu thôi. Cầu thang này là dẫn lên thư viện của trường tôi đấy. Bây giờ tôi không biết ở trển có hoạt động hay không, thì giờ đa số là đang nghỉ trưa rồi. Đây chính là một khuôn viên của trường tôi. Đẹp quá phải không nào? Nếu như bạn nào năm nay vào đại học Đăng Hiến thì các bạn có thể xem video clip này để biết trước về trường của mình như thế nào. Đây chỉ là một trong những khu của đại học Đăng Hiến mà không. Ra phía trước nó chính là cổng trước của trường. Còn lúc nãy tôi đi vô đó là cổng sau. Tại vì tôi không có thẻ sinh viên cho nên tôi đành phải đi cổng sau. Bây giờ thì tôi sẽ dắt mọi người đến một nơi mà giải đáp tất cả những thắc mắc của sinh viên khi học tại Đại học Dân Hiến. Đó chính là căn phòng này. Và nói đúng hơn đây là căn phòng hỗ trợ sinh viên. Nếu có bất cứ điều gì không biết thì sinh viên đều có thể vào đây để được nghe tư vấn. Đây căn phòng quyền lực. Đây căn phòng này chính là phòng hỗ trợ sinh viên của trường tôi. Ở đây nó cũng có một cái cổng nè. Cổng này cũng là một cái cổng để có thể đi vô, nhưng mà tất cả đi vô đều phải có thẻ sinh viên. Nếu không là không thể nào vào được. Ok, vlog của mình của ngày hôm nay đã hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy để lại một like cũng như là subscribe cho Dion TV. Ok, thì trong vlog tiếp theo tôi sẽ giới thiệu về một khu nữa cũng là thuộc về trường của tôi. Ok, tạm biệt mọi người. Bye bye.